xem Bác Hồ xử tham nhũng. Ngày 5 tháng 9 năm 1950, chánh án tòa án binh tối cao Chu Văn Tấn đã tuyên án đại tá Trần Dụ Châu can tội tham nhũng, biển thủ công quỹ, nhận hối lộ, phá hoại công cuộc kháng chiến, tử hình, tịch thu 3/4 tài sản. Trần Dụ Châu khóc lóc gửi đơn xin tha tội chết lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhận được đơn, Bác Hồ thẳng thừng bác bỏ: một cái u nhọt dẫu có đau cũng phải cắt bỏ, không để nó lây lan nguy hiểm. Tham nhũng của nhân dân dù kể cả chỉ là ít thì cũng như lỗ nhỏ dễ đắm thuyền, rất nguy hiểm. Đại tá Trần Dụ Châu sinh năm 1906 tại Nghệ An. Vụ án Trần Dụ Châu được phát hiện từ bức thư tố giác của nhà thơ Đoàn Phú Tứ, đại biểu Quốc hội gửi lên Hồ Chủ tịch. Nội dung bức thư như sau: thưa bác, gần đây đại tá cục trưởng cục quân nhu Trần Dụ Châu đã gây nhiều dư luận bất bình cho anh em quân đội. Châu đã dùng quyền lực để ban phát ăn mặc nên Châu đã dở trò ăn cắp công quỹ. Cứ mỗi cái màn cấp cho bộ đội, Châu ăn bớt 2 tấc vải xô nên cứ ngồi lên là đầu chạm tới địch màn. Còn áo trấn thủ, Châu ăn cắp bông lót rồi độn bao tải vào. Nhiều người biết đấy nhưng không dám ho he. Cháu và một đoàn nhà văn đi thăm bộ đội vừa đi chiến đấu trở về. Cháu đã khóc nấc lên khi thấy thương binh thiếu thuốc men bông băng. Hầu như hết chiến sĩ đều rách dưới, võ vàng vì đói rét, chỉ còn mắt với răng mà mùa đông rét buốt ở chiến khu lạnh lắm, lạnh tới mức nước đóng băng. Cháu được Trần Dụ Châu mời dự tiệc của cán bộ dưới quyền tổ chức ngay ở chiến khu. Trên những dãy bàn dài tít tắp xếp kín chim quay gà tần, vây bóng giò chả nấm hương thịt bò thui, rượu tây cốc thủy tinh sáng choang, thuốc lá thơm hảo hạng, hoa ngọc hà dưới Hà Nội cũng kịp đưa lên. Bàn nhạc cảnh thân được mời từ khu 3 lên tấu nhạc réo rắt. Trần Dụ Châu mặc quân phục đại tá, cưỡi ngựa hồng, súng lục côn bát đến dự. Trần Dụ Châu ngạo mạn mời nhà thơ Đoàn Phú Tứ đọc thơ mừng hôn lễ. Với lòng tự trọng của mình là một đại biểu Quốc hội, nhà thơ Đoàn Phú Tứ đã thẳng thắn dũng cảm xuất khẩu thành thơ: bữa tiệc cưới chúng ta sắp chén đẫy hôm nay được dọn bằng xương máu của các chiến sĩ. Sau khi nhà thơ vừa dứt lời, một vệ sĩ của Châu đã tát vào mặt nhà thơ quát to: nói láo. Hồ Chủ tịch đã trao bức thư của nhà thơ cho Thiếu tướng Trần Tử Bình, đang là Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Thanh tra Quân đội. Người nói: đây là bức thư của một nhà thơ gửi cho bác. Bác đã đọc rất kỹ lá thư và rất đau lòng. Rồi bác giao cho Thiếu tướng chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc. Công tác thanh tra vụ tiêu cực ở Cục Quân Nhu đã được tiến hành khẩn trương, thu thập đủ tài liệu chứng cứ từ khu 4, khu 3 gửi lên. Trần Dụ Châu hiện nguyên hình là một tên gian hùng trác táng, phản bội lại lòng tin của Đảng, của bác, quân đội và nhân dân. Trước sự thật đau lòng này, Bác Hồ dứt khoát nói: một cái ung nhọt dẫu có phải đau cũng phải cắt bỏ, không để nó lây lan nguy hiểm. Trần Dụ Châu đã bị tòa án binh tối cao phạt án tử hình, đồng thời bị tước quân hàm đại tá theo công lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hai đồng bọn của Châu mỗi tên bị phạt án tù 10 năm. Trần Dụ Châu gửi đơn ân giảm án tử hình lên Hồ Chủ tịch. Ngày làm việc với đồng chí Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cung cấp, nay là Tổng cục Hậu cần, xét lá đơn của tử tù, bác chỉ cho đồng chí Ninh thấy một cây xoan đang héo lá, uống ngọn và hỏi lý do tại sao cây xoan sắp chết. Dạ thưa bác, vì thân cây đã bị sâu đục một lỗ rất to, chảy hết nhựa. Thế theo chú muốn cứu cái cây ta phải làm gì? Dạ thưa bác, phải bắt, phải giết hết những con sâu đó đi. Bác gật đầu và nói: chú nói đúng, với loài sâu mọt đục khoét nhân dân cũng thế, nếu phải giết đi một con sâu mà cứu được cả rừng cây thì việc đó là cần thiết. Hơn nữa đó còn là một việc làm nhân đạo. Sau đó, Bác Hồ đã quyết định bác đơn xin ân giảm án tử hình của Trần Dụ Châu. Ngày 5 tháng 9 năm 1950, chánh án tòa án binh tối cao tuyên án: bị cáo Trần Dụ Châu tội biển thủ công quỹ, nhận hối lộ, phá hoại công cuộc kháng chiến, tử hình, tịch thu 3/4 tài sản. Một ngày sau, ngày 6 tháng 9 năm 1950, đại tá Trần Dụ Châu bị thi hành án tử hình bằng cách xử bắn tại Thái Nguyên. Cái chết nhục nhã của Trần Dụ Châu còn là một lời cảnh báo cho những kẻ lén lút đang tính chuyện đục khoét công quỹ của nhà nước và trục lợi nhân dân. Tất cả những bọn ấy hãy coi chừng luật pháp nghiêm khắc của nhà nước nhân dân. Chúng ta phải thẳng tay vạch mặt và trừng trị những bọn ấy, những kẻ tham ô hoang phí, những kẻ đang mưu sống phè phỡn trên mồ hôi nước mắt của người khác, để tiến tới xây dựng một nền tảng chính quyền nhân dân thật vững vàng. Đây không phải là việc riêng của chính phủ, của đoàn thể, mà đấy là bổn phận của tầng lớp đông đảo quần chúng nhân dân chúng ta.